Ok, hello tất cả anh nhà, lại là Sima đây nha mày. Chúc anh em có ngày mới thật khỏe nha mà. Thì tôi đang biết là mấy ngày nay anh em đang có một thắc mắc một điều là lý do tại sao mà tôi không ra clip đúng không? Thật ra là tôi bị mất hàng anh em à. Đấy, thì hai ngày trước là tôi không biết lý do tại sao mà trong đêm anh em thì có một người mà đăng nhập vô trong hàng của tôi anh em ơi. Nhưng mà tính ra là từ ngày tạo hàng tới bây giờ anh em là tôi không có cho ai mượn anh em à. Đấy, và may là lúc đó là tôi vẫn còn thức cũng như là chơi Blackfoot anh em ơi. Đấy, và sau đó là tôi tìm cách cũng như là đá thanh niên này ra. Thì cuối cùng trong ngày hôm nay là tôi đá được rồi anh em ơi. Mấy ngày nay thì nó cứ đăng nhập các kiểu anh em à. Mà may là tôi là có bảo mật anh em ơi, cho nên là cũng không vấn đề anh em à. Tôi không biết là tôi đổi mật khẩu nhưng mà thanh niên này vẫn vô được anh em ơi. Đấy, nhưng mà may là có người hỗ trợ tôi cũng như là hôm nay tôi đã thành công mà đá thanh niên nó ra rồi anh em ơi. Thì anh em mà có chơi game Blackfoot này á thì nhớ là bảo mật kỹ nha. Đừng kiểu như là cho ai mượn này kia anh em ơi. Dễ toàn lắm anh em à, bay hạt là tao nói là tới một chuyện ấy. Nói chung thì lúc đó mà tôi không có thức ấy thì cũng không biết là cái hàng của tôi là bây giờ như thế nào anh em à. Chắc là đi theo thanh niên hacker đó luôn ấy. Ok nha, thì sẵn đây là tôi sẽ review cái hạt chính của tôi cho anh em xem. Để xem là bên trong chính tôi có như gì anh em ơi. Hàng này chính là cái hạt rất là nhiều kỷ niệm đối với tôi luôn anh em à. Chính là lần đầu tiên mà tôi đến với game Blackfoot này cũng như là tôi tạo luôn anh em ơi. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ kiếm vị trí nào đó tôi review hạt này cho anh em xem nha. Nói chung hạt tôi cũng không có gì nhiều đâu anh em à. Chủ yếu là tôi mua mấy cái trái mạnh trước anh em ơi. Nếu còn mấy trái mà gọi là bình thường ấy tôi cũng không có nhiều anh em ơi. Ok, đầu tiên là chỉ có 6 triệu belly thôi anh em à. Vãi nồi thật sự luôn ấy. Tính ra là cũng nhiều belly, hồi trước là mười mấy ngàn luôn ấy. Nhưng mà tôi đi random có kiểu lại là phá này kia cũng hết rồi anh em ơi. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ review phần chỉ số trước nha. Cận chiến đầu tiên là tôi chỉ đăng là 1001 anh em à. Đấy, phòng thủ là 1829 anh em ơi. Và kiếm tôi không đăng này cũng như là súng không đăng anh em à. Đấy, trái block là đăng 2003 này anh em ơi. Ok, ạc tôi hiện tại là chỉ có 1611 thôi anh em à. Hiện tại là tôi vẫn chưa có lên level max anh em ơi. Kiểu như là chưa có cày anh em. Nếu mà anh em nào muốn cày chúng tôi thì nhớ là comment trên game với nhau sẽ các bạn cũng như cày chung nha anh em ơi. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là tới phần vật phẩm anh em à. Đấy, hắc kiếm vô ru anh em ơi. Đinh ba gồng này cũng như là cưa cái mập anh em à. Đao hải tặc này, kiếm katana này, nát cao su này, áo tròn đen này, mũ hải quân này anh em ơi. Đấy, mũ chiến binh cái kiểu này. Đây, đầu tiên là trái kim cương anh em à. Trái cát này, cũng như là gì đây, cháy Falcon gì đây, rồi cháy gai cái kiểu này anh em à, cháy bơm này, cháy lò xo này anh em ơi, cháy quay cũng như cháy trọng lượng anh em à. Đó, chỉ có bao nhiêu cháy này thôi anh em à. Thật ra là hạt tôi kiểu như là cũng không có cháy gì ngon anh em, chủ yếu là random là tôi toàn kiểu bỏ ra anh em à, nhận được mấy cái cháy mà gọi là cùi cùi ấy là bỏ ra hết luôn anh em ơi, ảo mà thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ đi vô trong quán cà phê anh em ơi, và tôi sẽ cho anh em xem nốt luôn là trong phần cửa hàng ấy tôi có những trái gì gọi là vĩnh viễn nha anh em ơi. Rồi, bây giờ để xem là phần chỗ quán cà phê ở đâu anh em à. Đi kiểu như là đi nhẹ nó khỏe thôi anh em ơi. Tôi biết là kiểu bên C2 này có mấy thanh niên mà gọi là ảo ma Canada. Vừa lú ra cái là nó đánh không kịp chạy luôn anh em à. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ đến đây các bạn ơi. Ok, mình sẽ đến quán cà phê. Đây rồi, có cửa hàng đây rồi anh em à. Ok nha, bây giờ để xem là có những trái gì gọi là vĩnh viễn bên trong mặt tôi anh em à. Tôi mua kiểu như tôi cũng không nhớ là bên trong mặt tôi có những gì nên anh em ơi. Ok, lướt đi xem là phần trang bị có phần nào hiện kiểu như là chữ trang bị lên anh em à. Đấy, phần xem này là không có rồi anh em ơi. À, đây rồi, trái Phật tổ anh em à. Đấy, trang bị anh em ơi. Ok, để xem là có trái gì nữa nha. À, môn chi đó anh em ơi. VIP phải trưởng anh em ơi. Á à, đu, căng đét anh em à. Trái gồng luôn à anh em ơi. Cũng như là cuối cùng chính là trái báu đốm anh em ơi. Đấy, tổng hết là những trái này mà gọi là tôi có vĩnh viễn ở trong mạng của tôi nha anh em ơi. Đấy, nói chung thì nhiêu đây cũng ok rồi anh em à. Không đến nỗi là quá tệ anh em ơi. Thì chủ yếu là những trái mạnh rồi tôi mua hết rồi anh em à. Đấy, nhưng mà mua chỉ một số thôi anh em ơi. Còn một số thì chắc có lẽ là sau clip này tôi sẽ mua sau nha. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ test. À, nhòn thôi mày. Ui, 2675 luôn anh em ơi, căng đét luôn anh em à. Ui hồi, đậu xanh hát. Á, à, vãi nồi thanh niên này hát anh em ơi. Đậu xanh vãi ca trưởng thật sự luôn ấy. Ui trời ngự là trời, bây giờ mà tôi kiểu như là đứng ở đây tôi farm quái là xác định là bị nó KS ngay luôn anh em ơi. Nó bay tới cũng như là kiểu như không làm mà đâu có ăn anh em. Mấy thanh niên mà sử dụng hát này kiểu nhanh tay nhanh chân lắm anh em à. Ok,
Thì nói chung đó là tôi sẽ kiếm một cái vị trí nào đó cũng như là tôi farm quái sao anh em ơi. Bây giờ là tôi đứng ở đây là khả năng cao nó khô máu tới công chuyện anh em à, không có một con quái nào luôn ấy. Ui ui, máy nồi thanh niên này hình như là dùng cháy dung nham hay sao, tôi nhớ không nhầm là như thế anh em ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ đi qua bên vườn thực vật nha anh em ơi, cũng như là tôi farm nha. Tôi nghĩ là bên này chắc là không có hát đâu anh em à, thanh niên này đúng kiểu như chia dơ quán trưởng anh em ơi, chơi mà chơi hát kiểu này tôi thứ gì mà chịu nổi luôn anh em à. Rồi bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ qua bên vườn thực vật anh em ơi. Thanh niên này kiểu như là có trái dung nham ấy, di chuyển nhanh vãi trưởng anh em ơi. Ok bây giờ là tôi đã đến vườn thực vật rồi anh em à. Đấy, để xem là thanh niên này có farm không anh em ơi. Thanh niên này mà farm giành quái của mình thôi to anh em à. Ui hên quá nó đi rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là tôi đã đấy ok tôi đã thấy một con quái đầu tiên rồi anh em à. Nhòn hả mày, ui đá một cái bay nói là 80m luôn anh em ơi. Đây. Nhòn hả mày. Ok ui tính ra là trái bố đớn của tôi anh em có 3 phong thạo anh em ơi, 3 kỹ năng à, nhưng mà đánh cũng căng phết anh em ơi. Đấy nhòn hả mày, ui combo căng đét luôn anh em à. Từ bây giờ tôi đợi nó hồi chiêu lại cái anh em ơi. Máy nồi chắc này kiểu như là nó hồi chiêu lâu quá chưởng anh em ơi. À rồi ok sao mày giờ mày vô cái là mày tới công chuyện với tao này. Ui á đù thấy mà mình đánh nó mất tiêu luôn rồi anh em ơi. Đây rồi ok nó chết rồi anh em à. Đấy hợp lý rồi. Rồi tiếp tục là đến con này anh em ơi, tôi phải cho thông thạo full anh em à, 300 là mới full được kỹ năng skill của nó anh em ơi. Ui đá phát lỡ bay tới này luôn anh em à. Nào ui skill mày, ui 3122 luôn anh em ơi, căng quá cái trưởng. Rồi ok tiễn dông liền thứ gì mà chịu nổi. Ok bây giờ là tôi sẽ đánh con này anh em ơi, để xem là đánh tôi đau mà anh em à. Ui ui nó đánh lần là hình như là 300 máu anh em ơi, đánh đau quá cái trưởng mày. Anh em lại chơi đâu rồi anh em à. Rồi ok bây giờ mình đánh con này anh em ơi, ui đánh một phát là muốn nửa cái máu luôn rồi anh em ơi. Từ từ tôi quýnh nốt combo để xem là nó chết không nha anh em ơi. Đây rồi ui ui thanh niên ta nói là bay ta nói 80m luôn anh em ơi. Ok bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ kết thúc video ở đây anh em à, tại vì tôi đã cho anh em xem là bên trong ạc tôi có những gì đấy, nhưng mà xém tí là tôi bay ạc anh em ơi, buồn quá cái chưởng luôn ấy. Ok nha, thì anh em xem video á đừng quên là cho tôi xem một like này cũng như là một đăng ký kênh và thông báo và chia sẻ nha. Anh em muốn mình làm một thử thách gì á thì nhớ là comment với anh em ơi, mình sẽ làm hết nha. Tại hiện tại là mình cũng chưa có nhận thử thách gì của anh em ấy thì nhớ là comment với anh em ơi. Ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.